Cho ngày mới vào lúc 5 giờ sáng, mình thức dậy chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để cho các buổi phát bánh ướt hôm nay ở bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nè. Chả giò thì mình đã cuốn chuẩn bị từ ngày hôm qua và đã chiên sơ một lần, sáng nay chỉ cần chiên lại để lấy đồ giòn cho nó thôi, cũng nhanh lắm nè. Tầm khoảng 6 giờ hơn thì bên bà bắt đầu giao bánh ướt nè. Chuẩn bị cho 200 phần bánh ướt thì tụi mình có đặt 40 kg bánh ướt, 8 kg chả lụa và hơn 10 kg giá. Tranh thủ lúc này bắt đầu mình xé trước một ít bánh ướt nè. Các nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị đủ á. Và mọi người cũng đã đến đông đủ, mọi người phụ một tay một chân nè. Người thì ra công, người thì ra của. Tụi mình không có nhận quyên góp. Rồi chị em bàn đào á, ai có gì á thì cùng lại một chút để làm cái bữa ăn cho các cái bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang mình á. Cả nhà biết không, bệnh hoạn đã là một cái gì đó nó còn sợ rồi. Nhưng mà khi mắc phải cái căn bệnh thận hay là ung thư á thì bệnh viện được coi là ngôi nhà thứ hai. Đôi khi cái thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa. Cái quá trình điều trị hầu như là đi theo suốt cả cuộc đời á. Cho nên thì cũng có lúc đuối sức. Cho dù là bạn trước đây á là một người có thu nhập cao cỡ nào, gia tài nhiều đến khi nào á, thì cũng rất là tốn kém. Lúc này là mình đặt cam để bắt chọn khoảng cách. Thì các bạn này không có hay, đến khi nhìn thấy cam giật mình, móc bụng vô liền nha. Để chia khẩu phần nó đều với nhau và không có bị dư thiếu nguyên liệu á, thì mình chia nhỏ ra. Ở đây có 200 hộp thì mình chia ra 8 nhóm. Cứ một lần vậy là mình ra 25 hộp. Và các nguyên liệu chia đều cân đối với nhau hết. Và như khi mình làm xong là không có dư, không có thiếu gì hết á. Vậy thì đảm nhiệm cái nhiệm vụ là cắt và xé bát nước. Còn mình sẽ là người phân ra 25 phần đều nhau cho mỗi nhóm. Sau đó chị Tú và chị Bảy sẽ là người cho ra hộp cuối cùng. Ta-da! Và đây là hành phẩm của tụi mình nè. Mỗi một hộp như vậy thì sẽ có một cuộn chả giò xá xíu nè, 4 miếng chả lụa, một ít thịt kìa. Một phần ăn như vậy là đảm bảo một người ăn sẽ rất là no luôn á. Người nào mà ăn ít á thì chắc phải là hai người ăn một hộp luôn á cả nhà. Tụi mình quan điểm á là nếu như đã không làm thì thôi, làm thì mình ăn như thế nào sẽ làm như thế đó. Tất cả các nguyên liệu đều chọn cái loại có chất lượng cao nhất. Và tụi mình cũng cố gắng làm sao để mang đến cho các cô chú đang điều trị bệnh á một cái bữa ăn nó chất lượng, để làm một cái gì đó động viên cô chú trong những cái ngày điều trị nè. Đó là cái ekip được chạy chân chu á, và chắc nhờ các bạn giám đốc điều hành này đi nè. Hai ngày ngồi lại để edit clip á thì vẫn nhớ lại cái tô thịt kia hôm trước á, bây giờ đói bụng ơi là đói bụng luôn á. Trước khi mà đến bệnh viện á, mình có liên hệ với khoa, nhờ chú bé làm cái nhân viên ở trên khoa xuống để lấy xe đẩy phụ tụi mình nè. Đi đến ngoài cổng thì có một số cái cô chú các khoa có xin thì tụi mình cũng vẫn gửi, nhưng mà chủ yếu tụi mình sẽ đẩy lên cho các cô chú đang chạy thận ở lầu 6 bệnh viện Đa khoa mình á. Ra đến khoa thì gặp lại các cô chú ngày xưa chạy thận chung với mẹ mình cách đây 2 năm á, rất là vui luôn á, giống như là người thân lâu ngày mới được gặp. Để chuẩn bị cho 200 phần bánh ướt á, tụi mình đã làm việc xuyên suốt trong 10 giờ. Nhưng mà khi đem bánh khoa phát á, chắc chỉ được 3 phút là đã hết 200 phần này rồi. Lần sau một mình sẽ cố gắng để làm nhiều hơn nữa. Chứ những cái cảnh mà người có người không rất là buồn. Cảm ơn cả nhà đã chọn xem cái video của mình và ở lại đến cái phút cuối này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở tháng sau. Bye bye!